Chào các bạn, hôm nay mình đang dư một chiếc lồng lực trào màu kích thước 60, rất là đẹp. Đang dư dùng để chia lại cho các bạn hôm nay đây. Đó. Cái này thì có lồng móc như ảnh và áo lồng luôn, áo 4 khóa luôn nhá. Đấy, thi thoảng thì dư cái nào chia cho các bạn luôn. Đó. Thì tích hoa mai vẫn rất là đẹp, gỗ mun nha các bạn. Mun đấy. Anh em về có thể dùng được luôn, hoặc không muốn rửa qua đi một tí thì rửa còn không dùng còn luôn, nó vẫn là đẹp như thế này luôn này. Đấy. Đây là cửa kéo dưới này, kéo trên này rất thông minh và rất là tiện lợi nhá, hợp lý. Cửa kéo trước này, khay phân kéo hai đầu luôn này. Đấy, rất là hay. Đó. Đẹp nhá. Đấy, rất là đẹp. Các bạn về dùng luôn. Đấy. Xoay các góc cho các bạn cùng xem nhé. Đó. Hoa này, mỗi cầu đều có hoa cả này. Áo và cho các bạn xem. Bạn là một tay cầm điện thoại, một tay quay, nhiều khi nó cũng hơi khó một chút nhưng vẫn được. Các bạn. Đấy, về các bạn rồi. Luôn. Nó có 4 khóa đấy. Đây một khóa. Đấy. Ok. Kéo khóa trên này còn nữa này. Đấy rồi, các bạn về chỉnh cái nào ok luôn nhá, rất là đẹp.